Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau nghe lời của Chúa. Dù tôi đi đến chỗ tay phải của Đấng ngồi trên ngai, một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài, được niêm phong bảy ấn. Anh thấy một sự mầu nhiệm không? Không có cuốn sách nào trên trần gian này được viết cả trong lẫn ngoài. Sách của trần gian này là viết ở trong, nhưng mà có một cuốn sách mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có, chỉ có chiên con của Đức Chúa Trời mới sở hữu được, là cuốn sách viết cả trong lẫn ngoài. Mầu nhiệm lắm anh em. Tôi tin những điều đó. Do you believe? Câu số 2. Tôi cũng thấy một thiên sứ đầy uy lực lớn tiếng công bố rằng: ai là người xứng đáng mở quyển sách và tháo các ấn này? Tôi xin lỗi vì nhầm. Câu số 3. Không một ai ở trên trời, dưới đất hoặc bên dưới đất có thể mở hoặc nhìn vào quyển sách. Wow. Câu số 4. Tôi khóc nức nở vì không ai xứng đáng mở hoặc nhìn vào quyển sách. Nhưng một trong các trưởng lão nói với tôi: đừng khóc. Kìa, sư tử của bộ tộc Giu-đa, hậu tử của David, đã đắc thắng nên có thể mở quyển sách và mở bảy ấn ra. Chính con là Chúa Giê-xu phải không ạ? Ngài có thẩm quyền để mở quyển sách không? Ở đây một cuốn sách được niêm phong, chỉ có Đức Chúa Trời Đấng duy nhất có thẩm quyền để cuốn sách đó lên. Và người thứ hai là Chúa Con, là Chúa Giê-xu, vì Ngài đã đổ hình lên. Amen. Amen. Tôi tôn trọng Huyết Chúa Giê-xu. Tôi cảm ơn Huyết Chúa Giê-xu. Tôi biết ơn về mặt Huyết Chúa Giê-xu. Thì không có Huyết của ai, tôi không được biến đổi như ngày hôm nay đâu. Nếu không có Huyết của ai, tâm âm của tôi rất ác. Vì sự của con người đó là sống cho nhiều chuyện, thích sống chiều theo tội lỗi, thích sống chiều theo tương lực lực của xác thịt này. Có phải không? Thôi con người, nhưng có những ngày trôi qua và tôi chẳng rằng wow, cả ngày hôm nay mình chẳng có phạm tội gì cả. Tôi chắc mình đó anh em, cả ngày hôm nay mình không có làm cái gì, từ suy nghĩ của mình, lời nói của mình, cái nhìn của mình, sự nghe của mình, nó được ở trong sự bao phủ của sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Câu số 6. Tôi thấy thiên tôn như đã bị giết đang đứng trước Ngài, vây quanh bởi bốn sinh vật và các trưởng lão. Chiên con có bảy sừng, bảy mắt, tức là bảy linh của Chúa Trời xoay khắp thế gian. Chiên con đến lấy quyển sách nơi tay phải của Đấng ngồi trên Ngài. Anh thấy Đấng ngồi trên Ngài là Đức Chúa Trời, amen. Và chiên con đi đến lấy cái cuốn sách đó. Nếu Chúa Giê-xu không đổ huyết ra, Chúa Giê-xu không được phép lấy. Hôm nay thì amen. Cục một thì đó, nếu ai đây, ai ở trong phòng trống này không biết về giá trị tuyệt đối, một giá trị cao hơn tất cả những gì trong trần gian này, đó là huyết Chúa Giê-xu, thì người đó sẽ không bao giờ hưởng gì nơi tay của Chúa Trời cả. Cái điều tôi đã nói đó là hưởng những ơn phước thần linh, sự sức giàu này nè. Amen. Ơn phước của Ngài, amen. Năng quyền của Ngài, amen. Tại sao có người làm Chúa có năng quyền và có người làm Chúa không có năng quyền? Bởi vì đời sống của họ đã thực sự không có tôn trọng dòng huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra. Khi một người không tôn trọng dòng huyết của Chúa Giê-xu đã đổ ra, người đó sẽ bắt đầu lung tung. Amen. Người đó sẽ bắt đầu coi tội lỗi như là một cái gì đó bình thường. Nhưng mà con người
thì nó không bao giờ muốn phản bội với Đức Chúa Trời. Vì để Chúa sổ hồn ra, để Chúa sổ hồn ra, có phải Chúa sổ tự nhiên đứng như thế này, cái thân thể của Ngài nói gì? Tạm ra lệnh cho thân thể đổi ra không? Không. Ngài kêu thể sống lại. Ngài làm phép đạt thực ra cái bánh ngoài của Ngài. Ngài chạy đến người phong, người phụ thuộc thần. Nhưng có một điều Ngài không thể làm được, đó là Ngài không thể làm cho máu huyết của Ngài tự lộ ra. Những máu huyết của Chúa Giêsu đổ bộ ra khi và chỉ khi đó là những lần rò rỉ của lính La Mã. Từng cái bóc bằng bạc bước vào, và những bóc đó bắt đầu câu vào sơ thịt. Và khi những lần La Mã thức ra thì từng tạc thịt của Chúa Giêsu bắt đầu trực ra. Và chúng ta thấy bắt đầu máu tương ra. Có phải không? Có phải không? Chúa Giêsu phát thịt ra. Ngài đi rất nặng nề. Ngài vừa đi, Ngài vừa bị lính La Mã đánh đập, lấy chân đạp Ngài thế lên, thế xuống. Ngài đứng lên, phát giá bị chân thế Ngài bị đánh tan nát rồi anh em. Trước khi Ngài phát thân thể giá, thân thể Ngài không còn nguyên vẹn nữa. Chúng ta chỉ ám em 12 giờ khổ nạn của Chúa, Ngài bị đánh tan nát vì ai vậy? Vì chúng tôi. Ngài bị đánh tan nát vì ai vậy?
ghê tởm. Anh em, huyết Chúa Giêsu đã đổ ra. Lễ tạ ơn chúng ta đã dành nhiều thời gian để cảm ơn con người rồi phải không ạ? Amen. Nhưng sau này chúng ta chỉ dành thì giờ hôm nay và mãi mãi cảm ơn huyết Chúa Giêsu đã đổ ra để con được như ngày hôm nay. Anh em đừng tự bảo buộc mình rằng ta nhờ ngày hôm nay là ta mở tạp hóa đó. Ta ngày hôm nay ta đến giàu có rồi là nhờ ta lưu manh tinh vi. Ta ngày hôm nay có tiền ảo là nhờ thông minh ta đi trước người khác một bước. Ta ngày hôm nay có bạc tỷ bởi vì tối qua ta đã cá độ bóng đá và ta có tiền. Anh em ơi, nhiều người đã sống một đời sống ảo. Ngày hôm nay có rất nhiều người đi nhà thờ nhưng họ vẫn sống rất ảo. Tôi đã từng đến, tôi hỏi một người hầu Chúa nha. Trước khi tôi đừng giận tôi nha, tôi sẽ hỏi câu này ạ. Người nói gì, mục sư cứ hỏi đi, chứ có gì đâu mà xin lỗi. Có chơi đá không vậy? Tôi hỏi người hầu Chúa, có chơi đá không vậy? Tôi nói, sao mục sư dám nói tôi chơi đá? Tôi nói sao, tôi là một mục sư giúp đỡ mấy thằng nghiện. Tôi thấy mục sư giống học trò tôi quá ảo lắm. Mục sư gì mà đất đai không à? Bất động sản thành sản hết. Bất động và rồi bắt đầu sản. Mục sư thì phải hầu việc Chúa chứ, amen. Amen. Mục sư thì phải tập viên bài chiên chứ, amen. Mục sư thì mà buôn bán bất động sản, vay tiền ngân hàng, vay tiền con cái Chúa. No way. Đó không phải là điều tốt. Amen. Anh em ơi, huyết Chúa Giêsu, huyết của Chúa Giêsu. Nếu không có sự đổ huyết, không có sự tha tội. Mà không có sự tha tội thì không ai được thay đổi cả. Kinh Thánh trong ngôn nói gì? Con đường cải phạm tội khốn cực thay. Có ai phạm tội mà sướng không? À, có thể chúng ta họ lừa mắt mình mà họ đi xe đẹp hả? Xài đồ xịn không à? Phải không? Họ lừa mà. Các bạn không à? Họ làm marketing mà. Bỏ đồ cho trong đẹp trai như một sư sĩ hôm nay vậy đó. Họ lừa thiên hạ. Và có nhiều người đã bị gì? Thực phẩm chức năng hả? Rồi buôn bán hàng đa cấp. Phải không ạ? Nó lừa con cái của Chúa từ A đến Z. Từ lên voi xuống cho. Từ yêu Chúa đến chối bỏ Chúa. Vì sao vậy? Vì sao con cái Chúa bị lừa vậy? Bởi vì con cái Chúa không thấy mình trở nên một con người mới là bởi điều gì? Bởi huyết của Chúa Giêsu. Tôi có nghe một mục sư viết một cuốn sách. Và ông viết để đẩy cao, tôn cao quyền năng của huyết Chúa Giêsu. Trong thời kỳ còn buôn bán nô lệ, và đặc biệt đó là những nô lệ nữ. Và ông ta biết rằng những người nô lệ nữ thì bị sai xế, bị lạm dụng, phải không ạ? Phải không ạ? Trải qua cuộc đời của họ với người đàn ông này, với người đàn ông khác, rồi với người đàn ông khác, rồi với người đàn ông khác, và rồi với người đàn ông khác. Và chúng ta tưởng tượng đi, cái tấm lòng của người nữ đó sẽ như thế nào? Tan nát, tổn thương, phải không ạ? Phải không ạ? Cay đắng, sỉ nhục, mặc cảm. Họ sống mà bị đè nặng bởi những gánh nặng của tội lỗi. Và một ngày kia, có một người nữ nô tỳ này bị người chủ rất là giàu có mua về, rồi bán cho người này, đem ra chợ người, rồi người khác mua, rồi người kia chê, đẩy ra khỏi nhà, và đem đến chợ người, và bắt đầu bán cho người khác, bán cho người khác, bán cho người khác.
và một người kia. Chúng ta biết gì? Cái giá trị của người nữ nô tỳ này mỗi ngày nó đi xuống. Ban đầu có thể giá là 100 đô la. Bán lần thứ hai giá còn 80. Bán lần thứ ba còn 70. Bán lần thứ tư còn 50 đô la. Bán lần thứ năm còn 20 đô la. Bán lần thứ sáu còn có 10 đô la. Bán lần thứ bảy còn có 1 đô. Giá trị của những nô tỳ đó giảm xuống. Cuộc đời của chúng tôi phạm tội, chúng ta thấy gì? Ai cứ tiếp tục phạm tội, không bao giờ người đó có tiếng tốt. Từ nay chị amen. Chúng ta nhìn thấy đó, dù họ đi vào trong chính quyền, dù họ có chức vụ rất là cao, amen, thạc sĩ, nhưng mà khi họ phạm tội, mất chất hết. Mất hết. Tôi nài xin em là những người đang nghe clip này, quyết định trong ngày lễ tạ ơn này, đừng đổi Chúa để lấy bất cứ điều gì. Và câu chuyện của người nô tỳ này đó là gì? Một ngày kia, cô bị đẩy đến một cái chợ người nữa. Và cô đầy dẫy sự mặc cảm. Cô run sợ khi đến với một ông chủ mới. Bao nhiêu người tin rằng trong quá khứ chúng ta đã bị ma quỷ là ông chủ của chúng ta rồi, phải không ạ? Bao nhiêu người nói nó yêu chúng ta nào? Có. Có không, Mục Sư Toàn? Chắc là không. Chắc là không, Mục Sư mình nói là chắc là không thì cái kiểu này là sao không có, phải chắc chắn chứ, Mục Sư. Thịt mình ngay. Anh em, ma quỷ là kẻ cướp giết và hủy diệt. Ma quỷ là kẻ cướp giết và hủy diệt. Nó đến với ai đó là nó cướp lấy con người đó ra khỏi tay của cha mẹ, của vợ con, của cộng đồng xã hội. Và nó biến chất con người đó trở nên một con người đàng hoàng và trở nên một người lưu manh chưa từng có trong lịch sử loài người. Và người nữ nô tỳ này run rẩy lần cuối cùng, nghĩ rằng cuộc đời của mình là xong rồi. Và trong lúc người ta bắt đầu gõ còng để bán nô lệ, bắt đầu hô giá, dù còn có một đô thôi, nhưng mà cái người ở chợ, chợ người đó hô giá 500 đô la. Mà có ai mua không? Không có ai mua cả. Ông hỏi lần thứ ba thì có một người đàn ông chưa tới đây và quyết định mua người nữ nô tỳ đó giá 500 đô la. Và khi cái người chủ của chợ người đó, buôn bán nô lệ đó, dắt người nữ nô tỳ làm nô lệ này đi ra khỏi chợ để trao vào tay của người đàn ông là chủ mới, cô gái này khóc và van xin cái người đàn ông là chủ mới của mình gì? Tôi xin ông, tôi chẳng còn gì nữa hết. Tôi chẳng còn gì nữa hết. Tôi xin ông tha cho tôi đi. Tại sao ông mua tôi làm cái gì? Người đàn ông im lặng và cầm tay cô gái này và bước đi. Trên đường đi, người nữ nô tỳ đó có níu tay người chủ nô, xin lỗi, người chủ mới này, hỏi rằng tại sao ông mua cuộc đời của tôi? Ông mua tôi làm cái gì? Tôi đâu có đáng gì đâu. Tại sao ông bỏ cho một số tiền lớn như vậy để mua cuộc đời tôi làm gì? Người chủ cứ yên lặng và dẫn cô gái đó đi. Đi ra một chỗ và người chủ xoay lại và nói: bây giờ tôi sẽ trả lời cho cô biết tại sao tôi mua cô. Bởi vì tôi yêu cô và tôi mua cô với giá như vậy để tôi phóng thích cô được tự do và không còn làm nô lệ tình dục nữa. Ta vỗ tay câu chuyện này nào. Cuộc đời của tôi và năm đó từng làm nô lệ cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng ta đã quá khốn khổ rồi, tìm đường ra nhưng càng lún sâu. Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về, nhiều lần bước mi. Chúa Giêsu đã đến bên lề cuộc đời mục sư Đinh Trọng Chiến. Đã từng không có tiền để chơi ma túy, sinh ra và lớn lên trong gia đình rất giàu có. Hai trường đại học. Nhưng cuộc đời khi tội lỗi bắt đầu xâm chiếm,
trở thành một tên lưu manh, từng chích ma túy cho người khác, bán ma túy cho người khác để có ma túy mà chơi, từng lấy nước ở dưới cống đó để bơm vào xi lanh mà chích vào người của mình. Xong rồi, nhưng Chúa Giêsu đã đến ngay tại 05 ở phía Bắc, đó là trại của nhà nước. Chúa đến có một người đang giới thiệu với Chúa Cứu Thế Giêsu, và người đem ngay ra khỏi trường cai nghiện của nhà nước, người đem này đã quyết định vào đây và bắt đầu được biến đổi bởi huyết của Chúa Giêsu. Anh em, Chúa đã trả một cái giá rất đắt để mua anh Ngọc, để mua Hiếu, để mua Tú, để mua Được, để mua Thắng, để mua Lâm, để mua Hải, để mua con, để mua mỗi một chúng ta. Cái giá Ngài trả, không có một giáo chủ nào trong trần gian này dám trả. Bởi vì họ đâu dám chết cho nhân loại đâu mà dám trả. Chỉ có một Chúa Giêsu người Nazareth mới dám chết cho nhân loại, mới bị đánh cho nhân loại, mới bị tù cho nhân loại, tha tấn cho những tội dân, và huyết Ngài đã đổ ra, và Ngài đến khi Satan bán nô lệ. Okay, ai mua con người này không? Có cái nhà chứa nào mua con người này không? Có khách sạn nào mua con người này không? Có trùm bán ma túy nào mua những con người này không? Và Chúa Giêsu xuất hiện. Chúa Giêsu nói ta mua những con người này. Chúa Giêsu nói gì? Ngài mua nó bằng tiền hả? Chúa Giêsu nói không. Ta mua những con người này bằng máu của ta. Amen. Cho nên lễ tạ ơn thành lập trung tâm giải cứu này. Tôi muốn nói với anh em một điều. Hãy cảm ơn về dòng huyết của Ngài đã đổ ra vì cơ cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Nếu không có sự đổ huyết, không có ân điển đâu. Nếu không có sự đổ huyết, không có ân điển. Nếu không có sự đổ huyết, không có sự thay đổi. Amen. Nếu không có sự đổ huyết bởi Chúa Jesus Christ người Nazareth, không có ai được thay đổi cả. Và chúng ta đi tiếp, chúng ta nhìn thấy điều gì? Tôi muốn đọc tiếp sách Các Huyền này. Câu 8. Khi chiên con lấy quyển sách, bốn sinh vật và 24 trưởng lão phủ phục trước mặt chiên con, mỗi người cầm một chiếc thụ cầm là cái đàn đó, và những bát bằng vàng đựng đầy hương, tức là lời cầu nguyện của các thánh đồ. Và ta để ý câu 9. Họ hát một bài ca mới rằng: Ngài xứng đáng lấy quyển sách và mở các ấn ra, vì ngài đã bị giết. Chúng ta cùng nhau đọc chúng tôi câu tiếp: lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước. Amen. Amen. Anh em, ở trong thiên đàng có một bài ca mà mỗi ngày họ đều phải hát. Ở trong vương quốc của thiên đàng có một bài ca mà các trưởng lão, bốn con sinh vật, đó là những vật rất là linh thiêng để bảo vệ sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Amen. Có mắt thường chúng ta không thấy họ đang ở đây đâu. Nhưng tối hôm qua tôi đã nhìn thấy thiên sứ và tôi nói với anh em phải không ạ? Mắt thường này chúng ta không thấy đâu. Nhưng trong thế giới linh, tôi biết rất rõ sự hiện diện của Ngài rất mạnh đang ở đây. Và ta biết điều gì? Ở trong thiên đàng, khi họ ra mắt Chúa, bất cứ giây phút nào, họ đều hát một bài ca mới. Và trong bài ca mới đó đều ca ngợi huyết của chiên con. Nhưng hội thánh trên đất này ngày hôm nay rất hiếm để chúng ta nghe họ hát về huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta có tin rằng chúng tôi ở trong một vụ giải cứu, ở trong phòng giải cứu, khi quỷ nó lộ diện, khi uế linh nó lộ diện và nó nói nó không chịu đi, tôi bình tĩnh và nói với nó rằng: mày không chịu đi gì, được rồi,
mày cứ hoài đi, tao sẽ ngợi khen Chúa. Và tôi lấy cái đờn tôi hát bài Huyết Chiến Con Bôi Sạch Lòng Anh Đã Sần Do Sâu Huyết Tây Thánh Chúa. Amen. Và tôi hát bài Quyền Trong Huyết. Tôi bác hát bài Vinh Hiển Thay Danh Giê-xu. Bởi Huyết Chiến Con tâm tôi thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giê-xu. Và khi tôi đang ca ngợi Huyết Giê-xu, nó ôm cái đầu nó lại, nó gì đau đầu quá mày đừng hát bài hát nữa. Tôi cười, mày đau đầu rồi gì, tao càng hát nữa để cho mày nhức đầu và mày chấn thương sọ não tiếp và mày phải đi thôi. Và thế là tôi hát một lúc là nó hét lên và nó đã ra khỏi thân thể mà nó đã từng chiếm hữu. Huyết Chúa Giêsu có quyền năng. Vì cái đó trong thiên đàng, Đức Chúa Cha muốn các trưởng lão khi đến với Ngài, đừng hát những cái bài hát mà không có Huyết Chúa Giêsu. Amen. Chúng ta biết rằng trong tay Thầy Tế Lễ ngày xưa, khi vào nơi Chí Thánh, trên tay của họ phải có huyết. Amen. Ngày hôm nay, con cái Chúa, tôi thấy Đức Thánh bảo tôi phải nhắc nhở Hội Thánh và những người theo dõi sứ điệp này, đó là chúng ta phải tôn trọng huyết của Chúa Giê-xu. Ban thờ phượng ơi, những người hướng dẫn thờ phượng ơi, hãy thử đi. Đó là bất cứ giờ nào ra mắt Chúa phải có bài hát ngợi khen huyết Chúa Giê-xu. Anh em sẽ sự diện của Chúa lạ lùng lắm, vô cùng lạ lùng, như một bài hát mà chúng ta thường hát. Vào trong nơi thiêng liêng, nơi chi thánh cha bước vào. Chúng ta thấy không? Bước vào nơi chi thánh bằng huyết chiên con. Chứ đâu phải là bước vào bằng bằng cấp tối đa tốt nghiệp. Đâu có nói là bước vào bằng tri khôn ta đầy giấy khôn ngoan. Không anh em, một điều duy nhất để đến được với Chúa Giê-xu phải có huyết của Ngài. Đời sống của tôi, trước khi tôi chia sẻ sứ điệp này, bất cứ giờ nào tôi ra mắt Chúa, tôi đều ca ngợi huyết của Chúa Giê-xu. Vì tại chỗ này Chúa Giê-xu có quyền ở đất như trời, phải không ạ? Thì sự thờ phượng ở đất phải giống sự thờ phượng ở trên trời. Tôi có nghe chưa? Amen. Sự ngợi khen dưới đất phải giống sự ngợi khen ở trên trời. Amen. Đừng có chơi mà ngày nào cũng một ngày tươi mới. Cha đã ban cho con mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Tôi có một con học trò, nó vừa vào trung tâm ngày thứ nhất, cái thứ nhì nó mệt mà. À, cho nên em cứ nói là thôi mệt, nó đang ngủ được cho nó ngủ đi. Và nếu đi chợ nó thì mua xôi cho nó ăn đại cho rồi đi. Chứ bây giờ đánh thức nó không ngủ được, tội nó. Thế là đến ngày thứ ba, anh em cũng mua một gói xôi nữa. Và anh em mày thức giấc dậy cầm gói xôi đến gì? Lại, mỗi buổi sáng thì lại gói xôi. Quăng cái chiều. Anh em, đôi khi đời sống của tôi và anh em, chúng ta đến với Chúa một cách rất là máy móc. Đa số là hình thức, lễ nghi và tôn giáo. Vì cái đó buổi nhóm không có sự gì của Chúa là như vậy. Đời sống của cá nhân của tôi chạm đến ngôi ơn phước của Chúa. Đó là vì cớ tôi học tập để đến với Ngài qua huyết của Chúa Giê-xu Christ. Tôi muốn trân trọng một câu kinh thánh nữa để anh em thấy. Chúng ta dỡ ra Hebrew đọc thứ 12 câu 24. Tôi xin đọc bản dịch của Đặng Ngọc Báo. Câu 24, Hebrew đọc 12. Gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung gian của giao ước mới. Gần huyết rưới ra, huyết ấy nói lên còn hung hồn hơn huyết của A-bên. Bao nhiêu người tin rằng chúng ta đang gần Chúa Giê-xu? Bao nhiêu người tin rằng chúng ta đang gần huyết rưới ra? Và kinh thánh kỹ thuật cho vai tôi này nha. Bản dịch cũ nó là huyết của Chúa Giê-xu nói tốt hơn, phải không ạ? Không phải không ạ? Và bản dịch của mục sư Đặng Ngọc Báo thì nói rằng là
huyết ấy nói lên con hùng hồn hơn huyết của Abel. Anh biết rằng khi Cain giết Abel, máu Abel đổ ra. Và cái thánh kỹ thuật rằng ở trên trời Chúa nghe tiếng máu của Abel kêu oan, phải không ạ? Có phải không? Vì trong huyết có sự sống. Amen. Cơ đốc nhân ngày hôm nay đọc kinh thánh đã biết rằng chúng ta không được ăn huyết của bất cứ một loài vật nào. Bởi vì khi ta ăn huyết, ăn tiết canh của con vịt, chúng ta đem sự sống của con vịt vào đời sống của chúng ta. Chúng ta ăn tiết canh chó, chúng ta đem sự sống của con chó vào chúng ta. Mà chúng ta là con người, chúng ta đem con chó nó vào trong người chúng ta. Chúng ta là con người mà chúng ta đem con vịt kêu cạp cạp ở trong đời sống ta. Trên con cá chúa mà ai mà ăn huyết, chúng ta thấy họ cứ lầm bầm kêu cạp 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 cạp. Anh em yêu dấu của tôi, hãy nhận sự mặc khải này sáng hôm nay. Và Chúa mặc khải tôi gì? Tại sao huyết của Chúa Jesus nói hùng hồn hơn? Bởi trong huyết có sự sống. Khi chúng ta ca ngợi huyết của Chúa Jesus, trong huyết có sự sống. Amen. Sự sống của Ngài là bất diệt. Khi ta ca ngợi huyết Chúa Jesus, sự sống nói lên sự hiện diện của Ngài. Amen. Amen. Thì khi có Ngài là phép lạ xảy ra. Khi có Ngài là có nhiều điều lạ lùng sẽ xảy ra. Khi có Ngài là có mọi điều mà chúng ta tưởng chừng không bao giờ có thể đến được cuộc đời chúng ta, gia đình của chúng ta. Nhưng nó lại đến bởi vì chúng ta đã ca ngợi huyết Chúa Giêsu tại gia đình của chính mình. Trong đời cựu ước, trong cái đêm lễ vượt qua, ông Môsê, ông bảo dân sự làm con chiên đúng một năm tuổi với một điều kiện, một tiêu chuẩn không tỳ không vết. Và rồi ông bảo những người làm đó, ông bảo những người Israel trong đó, có thể là một sư bộ không toàn rằng, Toàn ơi, lấy huyết đó bôi lên cái mài cửa của nhà tao thôi nha, nhà Môsê thôi nha, còn những cái nhà nó đừng có bôi. Có phải vậy không? Không. Nhưng ông ra một xác định. Tất cả ai thừa mình, thừa nhận mình là dân Israel, amen, thì chủ gia đình đó cùng con cái phải có trách nhiệm làm thịt chiên một tuổi, phải không ạ? Xong lấy huyết bôi lên mài cửa, phải không? Có phải không? Bôi lên mài cửa. Và đêm đó thiên sứ hủy diệt xuất hiện. Và cái năng kỹ thuật rằng thiên sứ nhìn thấy huyết đi qua, amen, và nó đi đến nhà nào mà không thấy có huyết là nó đi thẳng vào. Và không cần cái kiếm nhật đâu, không cần múa kiếm nhật đâu. Con trai là thái tử của Pharaoh được bảo vệ rất là cẩn mật, phải không ạ? Trong phòng rất là kín. Nhưng mà không ngăn được thiên sứ hủy diệt. Thiên sứ đi thẳng vào giết hoàng tử của vua Pharaoh là người kế vị. Thế tôi muốn hỏi này, ở tại nhà của chúng ta đó, chúng ta có ca ngợi huyết Chúa Giêsu không? Hay là ở tại nhà, đến nhà thờ thì ta hát huyết chứ con với sờ lòng, về nhà mở karaoke lên tình là tình nhiều khi không mà có. Chúng ta về nhà mở karaoke lên hát lối đi qua nhà em, hoa nồng nàn mùi dạ lý thật thơm. Thì không khác nào anh em tự rước ma quỷ vô nhà. Thì đừng có hỏi tại sao gia đình của chúng ta gặp nạn đấy. Vì tại nhà của chúng ta không ca ngợi huyết Chúa Giêsu mà. Chúng ta đến nhà thờ là ta hát thôi. Về nhà là hát nhạc đời. Đến nhà thờ là hát nhạc đạo. Đời đạo đạo đời. Cuối cùng đảo lộn đời đạo đạo đời đạo đời đạo đời đời. Tôi nói không được nữa rồi. Nhiều con cái của Chúa ngày nay, đời sống họ lộn xộn vì cớ họ đã không biết giá trị của huyết. Anh em, một lần tôi nhắc nhở anh em, trong danh của Chúa Giêsu, tôi là đầy tớ của Ngài. Đừng sống mà chống nghịch lại máu huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra cho cá nhân của mình. Amen. Đừng sống làm cho danh Chúa Giêsu bị bôi nhọ. Đừng sống để cho danh Chúa Giêsu bị nhạo báng, bởi vì chỉ có Chúa Giêsu đổ máu ra để cuộc đời của tôi có được ngày hôm nay. Như lời bài hát tôi hát,
Tạ ơn Giê-xu, nhờ dòng huyết của Ngài mà tâm của tôi được trắng trong. Tâm của mấy thằng nghiện có gì mà trắng trong? Nhìn thấy ghê lắm. Nói một tiếng là đăng mạch, hai tiếng là đăng mạch phải không ạ? Nói một tiếng là chém, hai tiếng là giết phải không? Có phải không? Có cái gì cha mẹ mà còn chửi mà, còn rủa mà. Nhưng mà chúng ta thấy những người thật sự được biến đổi, lời nói của họ để có hương thơm của Đấng Christ. Đời sống của họ có hương thơm của Đấng Christ. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với hội thánh của Chúa, chúng ta quay trở lại với Khải Huyền đoạn 5. Câu số 10 nói gì? Bài ca mới được tiếp tục hát lên rằng sau khi họ ca ngợi huyết Chúa Giê-xu, thì câu số 10 nói gì? Và làm cho họ trở nên vương quốc và thể tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, và họ sẽ trị vì trên đất. Quyền năng của huyết sẽ làm cho tôi, làm cho mục sư Toàn, làm cho mục sư Lạc Đức Toàn, làm cho Thầy Hùng, làm cho tất cả những người học Chúa, làm cho tất cả những người tin Chúa. Anh em này, quyền năng của huyết biến đổi chúng ta từ một con người không ra gì trở nên một con người mang vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Vĩ đại không anh em? Vĩ đại không anh em? Trước đây tại đi đâu bị người ta đuổi không? Mày là thằng nghiện. Cô xéo. Vô nhà bác ruột của mình, nó bác cho con chú nhà kìa. Bắt đầu nhìn từ đỉnh đầu đến góc chân. Cho con đi vào trong toilet. Con đi chút. Con cứ vào. Vừa vào kéo. Ông bác cũng sực nhớ nó. Ô, cái quần mình có bóc tiền đó. Ông Phúc. Không được. Con cháu cháu. Ai cũng sợ hết phải không? Không phải không? Nhưng bây giờ chúng ta thấy những quá khứ, những con người ngồi đây. Một số Lê Tinh Hậu khi vào trung tâm, tôi còn nói chú đừng đùa với con nghe chú. Chú đưa đi con người này vào chết trong trung tâm thì sao? Bị lao phổi cho kỳ, cuối cùng rồi đi cái lưng gút này. Đi đâu cầm cái lon sữa bò. Bây giờ thay là không cầm lon sữa bò, cầm ly cà phê. Chứ hồi xưa là cầm lon sữa bò. Cứ họ máu. Và bây giờ trở nên người hầu việc Chúa. Mục sư Bùi Văn Toàn ước ao không hớt đâu tộc đinh này nữa. Hớt này giống như dân đầu gấu. Khi tôi đến bãi rác Thành Công là cái tụ điểm chất ma túy nổi tiếng tại Hà Nội, tôi quyết định vào bãi rác đó để tôi cầu nguyện phá hủy linh ma túy ở đó. Tôi đi ra thì gặp ông này. Ông nghiện, ông ngồi ông chơi. Ông chơi trong bãi rác Thành Công, ra ngồi cái quán chè tóc á, ngồi phê. Bây giờ hết phê rồi. Nhưng mà có phê tập hóa nguy hiểm lắm. Như một số đến đồng chiến, như thầy Phạm Quốc Hùng, như thầy Phạm Ngọc Thu, như thầy Hiếu, là một con người biết sử dụng ma túy lúc học lớp 6. Uống máu thề từ năm lớp 6. Đã từng ở trường vừa ra, về mẹ nấu bữa ăn, ăn xong rót nước mời mẹ, mẹ nói sao đứa con hiếu ghê. Đây nó là hiếu mà, nó hiếu thảo ghê. Nhưng nào ngờ trong ly nước đó có 3 viên thuốc ngủ. Mẹ uống vào, mẹ gục luôn. Thế là con trai tên Hiếu đến mở lấy cọng dây chuyền đi bán chơi ma túy. Anh em thấy không? Thì bây giờ ta nhìn đi. Điều gì vậy? Quyền năng của huyết. Quyền năng của huyết làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ của Đức Chúa Trời chúng ta. Không những thế thôi, mà họ còn trị vì trên đất này. Từ một người nghiện trở thành người lãnh đạo. Tôi tin rằng những ngày đến có những sự thay đổi rất là ngoạn mục trong sự tể trị Đức Chúa Trời. Sẽ có những con người đã từng có quá khứ nghiện ma túy, họ có thể lên làm thủ tướng tại Việt Nam này. Họ sẽ làm chủ tịch nước Việt Nam này. Họ sẽ làm chủ tịch quốc hội, anh em. Không đơn giản anh em, điều tôi nói trong huyết Chúa Giê-xu. Tôi tin điều này. Quyền năng bởi huyết. Chúng ta cứ nhìn đi, họ đã có một quá khứ như vậy. Ai cũng lắc đầu, ai cũng sợ. Cô
cô Tuyền làm mua đôi đi quyền đó. Nếu mình gặp thầy hôm trước đây là bảo đảm sách cút mà chạy không kịp ngó lại đâu. Ngồi giờ lấy người cháu. Lâu lâu mua roi thôi, không có đi quyền nữa. Tối hôm qua đóng kịch là có ở Tân Khai này có quán nhậu Trúc Mao. Tôi ngồi xuống tôi nói chú ơi, con ở đây 23 năm mà con đâu biết Tân Khai có quán nhậu Trúc Mao không? Đâu có. Mà tối hôm qua trong vở kịch có quán nhậu Trúc Mao. Tôi nói chú ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Anh em, quyền năng trong huyệt Chúa Giêsu. Không phải mua chúng ta ra khỏi nhà nô lệ, không phải đem ta ra khỏi Ai Cập mà thôi. Không phải là bài ca để ta đến với Ngài mà thôi. Không phải cái ta ca ngợi huyết Chúa Giêsu, sự sống của Ngài, sự gì của Ngài có mà thôi. Nhưng quyền năng của huyết biến đổi những con người nghiện trở thành nước của Ngài, vương quốc của Ngài, trở thành những thầy tế lễ, amen, trở thành những người cai trị trên đất này. Anh em yếu của tôi, chúng ta bắt đầu nhìn thấy thẩm quyền của huyết chưa? Chúng ta bắt đầu thấy giá trị của huyết chưa? Xin đừng sống mà làm cho huyết của Chúa Giêsu trở nên vô giá trị. Nhưng hãy sống tôn cao huyết Chúa Giêsu của đời của mình. Và đây cũng là một chìa khóa để nhận thêm sự sức giàu của Chúa. Tại sao có những người mỗi năm họ đều giá thêm sự sức giàu từ nơi Chúa, hoặc là Chúa sức giàu mới cho tôi tớ của Ngài. Nhưng có những người Chúa tới đó thôi, Chúa không còn sức giàu nữa. Tới đó thôi, mức độ là tới đó thôi. Bởi vì Chúa đã thấy chính con người đó đã hầu việc Chúa mà không tôn trọng huyết của chính con. Trên chiều này tôi kêu gọi hầu thánh của Chúa, xin ta đồng đứng lên. Xin mời ban thờ phượng, xin mời chúng ta đồng đứng lên. Và chúng ta nhanh chóng bước vào sự diện của Chúa bởi huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta nhanh chóng bước vào để nói với Đức Chúa Cha, đó là đời sống của con nhiều ngày tháng trôi qua đã không tôn trọng huyết của Chúa Giêsu. Chúng con làm bậy, chúng con nói bậy, chúng con nói cho đã thích, chúng con làm cho đã giận, mà chúng con không thật sự tôn trọng máu huyết của Chúa Giêsu. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.